xảy ra mâu thuẫn, ông NG cầm dao rượt đuổi rồi đâm con gái cùng cậu bạn trai của con gái tử vong. Sáng ngày mùng 5 tháng 7, lãnh đạo xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 7, giữa ông Lê Đình NG, 47 tuổi, chú xã Bài Sơn và con gái là Lê Tâm Ngân Hàng, 17 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với nhau. Bực tức, ông NG cầm lấy con dao có sẵn trong nhà đuổi đánh con gái mình cùng cậu bạn của con gái là Hồ Quốc A. 19 tuổi, chú huyện Nam Đàn, Nghệ An, lúc này cũng đang chơi ở nhà ông NG. Ngân hàng, cùng cậu bạn bị cha ruột của mình đâm trọng thương, hụt tại chỗ. Cả hai nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó xong đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, ông NG quay về nhà lấy thuốc trừ sâu ra uống tự tử. Tuy nhiên, ông ngờ gờ. Được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nên giữ được tính mạng. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.